Chào các bạn, mình là Kiwi. Hôm nay mình sẽ làm một video về cách mà mình làm giấy gói quà. Các bạn cùng theo dõi nhé. Ở trong video trước, mình đã giới thiệu cách để vẽ môi bằng màu nước. Các bạn có thể tham khảo nhé. Sau đó mình sẽ scan tranh và lấy file để dùng trên Photoshop. Mình sẽ in giấy gói quà trên khổ A1 nên mình sẽ chọn kích thước của khổ A1. Sau đó thì mình sẽ sắp xếp hình tùy ý. Sắp xếp làm sao cho cuối cùng thấy đồ là được. Sau cùng mình sẽ lưu file lại và đem in thôi. xem video và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.